Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin giới thiệu cho các bạn là cách làm thịt kho tiêu. Món ăn này tuy nó đơn giản nhưng mà rất là ngon luôn á các bạn. Rồi các bạn xem và thấy thích cái món thịt kho tiêu này á thì xin mời các bạn vào cùng xem nha. Rồi để làm được thịt kho tiêu á thì ở đây mình chuẩn bị là 400 g thịt ba chỉ, là thịt ba gọi đó các bạn. Cái phần thịt này á thì mình đã rửa và mình đã bóp muối sạch rồi. Do là cái phần thịt này còn tươi cho nên mình không có cần chần qua nước sôi. Rồi tiếp theo á là mình đi ướp cái phần gia vị cho nó thấm vô trong miếng thịt này á để mình kho nó được ngon hơn. Đầu tiên á là mình cho hành tím và ớt băm vào mình ướp. Nếu như nhà mình mà không có ăn được cay á thì các bạn khỏi cho ớt băm vô. Một muỗng cà phê đường và nửa muỗng bột ngọt. Ở đây thì mình có đường vàng thì mình sử dụng cái đường vàng để cho cái thịt mình kho lên nó có cái màu đẹp hơn. Còn nếu như các bạn không có đường cát vàng thì các bạn sử dụng đường cát trắng cũng được nha. Và 4 muỗng nước mắm. Và 1 muỗng nước màu. Rồi mình trộn cho nó đều lên. Rồi sau khi mình trộn cho nó đều á thì bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình ướp khoảng là 15-20 phút cho nó thấm cái phần gia vị á các bạn. Sau khi mà thịt mình ướp được khoảng là 15-20 phút rồi đó, bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái nồi để mình bắt thịt lên mình nấu. Các bạn cho vào trong nồi là một ít dầu ăn và một ít tỏi băm. Mình phi tỏi đến khi nào mà nó chuyển sang màu vàng thơm á thì lúc này là mình cho thịt vào đây. Và mình nấu với mức lửa là trung bình thôi để cho miếng thịt mình nó thấm đều với cái phần tỏi ớt này nè. Thì lúc này các bạn đừng có cho nước vô đây để mình đảo cho miếng thịt nó săn đều lại á, cho nó thấm vô cái phần gia vị á, rồi mình mới đổ nước vào trong đây nha. Rồi khi miếng thịt nó đã săn lại đó các bạn nhìn thấy cái lớp da nó trong đi nè. Rồi lúc này mình mới đổ nước vô. Thì cái lượng nước các bạn đổ canh cho nó ngập miếng thịt luôn á. Rồi như vậy là mình đậy nắp lại và mình nấu khoảng là 10 phút. Rồi mình dở nắp ra, mình nấu cho nó cạn nước lại. Rồi khi được 10 phút rồi á thì mình dở nắp ra nè. Và lúc này á thì mình nấu cho nó cạn sạch lại. Cái phần gia vị á thì mình đã nêm nếm từ lúc đầu rồi, lúc mà mình ớt thịt á các bạn. Còn bây giờ thì mình cũng có thể điều chỉnh lại cái khẩu vị á. Mình cũng có thể là nếm thử cái vị mặn ngọt á cho nó vừa với khẩu vị của gia đình mình đó nha. Rồi nếu như bây giờ mình đã nếm vừa rồi á thì bây giờ mình nấu cho nó cạn sạch cái nước xuống là được rồi đó các bạn. Còn nếu như các bạn thích dùng nước để chấm rau á thì như vậy là mình tắt bếp được rồi. Còn cái phần này mình kho khô luôn cho nên mình nấu cho nó cạn sạch xuống luôn. Rồi lúc này nó cạn sạch như vậy là được rồi đó các bạn, mình tắt bếp được rồi. Do là cái nồi này bằng gang cho nên mình tắt bếp rồi mà nó vẫn còn cái độ nóng á. Rồi sau cùng á là mình cho tiêu ớt lên.
Như vậy là mình múc cho mình dùng thôi. Miếng thịt nó săn dẻ, mình ăn kèm với cơm trắng rất là ngon luôn á các bạn. Rồi đơn giản như vậy là mình có được cái món thịt kho tiêu rất là ngon luôn. Các bạn xem video này á, thấy hay và thích á, thì các bạn hãy like và ấn nút đăng ký kênh để xem thêm những cái món ăn tiếp theo nữa nha. Và cũng như là để ủng hộ cho kênh của mình luôn đó. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau nha.